được vào trong nhà Chúa. Ai sẽ đi lên, ai sẽ đi lên, sẽ ở trên núi thánh của Ngài. Là người sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay chính, lòng nghĩ suy công bình, miệng chẳng tính vu oan. Ai sẽ được vào, ai sẽ được vào trong nhà, sẽ được vào trong nhà Chúa. Ai sẽ đi lên, ai sẽ đi lên, sẽ ở trên, sẽ ở trên núi thánh. Người chẳng dám làm hại, không làm nhục ai đâu. Họ ghét khinh dân ta, trọng người kính Chúa Trời. Ai sẽ được vào, ai sẽ được vào trong nhà, sẽ được vào trong nhà Chúa. Trên núi thánh của Ngài, người thiệt cũng giữ lời, không đặt nợ thù lấy. Họ hái mưu dân bay, đời họ sẽ không lấy. Ai sẽ được vào, ai sẽ được vào trong nhà, sẽ được vào trong nhà Chúa. Trên núi thánh của
đời trần gian lắng lo cơm áo gạo tiền, và triền miên vẫn vương ưu phiền kiếp sống. Xin cho con vững lòng trông nơi Chúa mà thôi, dẫu đơn côi không ngại nguyện cầu với Ngài luôn. Xin cho con luôn khao khát mến yêu lời Chúa, luôn vui sống phúc âm Ngài trao để đáp tới phúc ân trời cao. Xin cho con dẫu kiếp sống lắng lo trong bề, dẫu nơi bước đắng cay ê chề, vẫn tìm về bên Chúa tình yêu. Dẫu nơi bước đắng cay ê chề, vẫn tìm về bên Chúa.